Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an về triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy nội địa gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 26 tháng 2 tại vùng biển Cửa Đại, Hội An, Quảng Nam, Cục Cảnh sát Giao thông đã có điện chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố tập trung phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương rà soát, kiểm tra, thống kê, đánh giá thực trạng tất cả hoạt động vận tải hành khách liên quan đến phương tiện thủy nội địa, không để xảy ra tai nạn đáng tiếc. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại bến sông Cu Đê, quận Liên Chiểu. Sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng được đánh giá rất có tiềm năng phát triển du lịch đường thủy nội địa, nhờ lợi thế có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, trù phú. Trước đây, khi giao thông đường bộ lên các thôn của xã miệt núi Hòa Bắc còn chia cắt, thì người dân vận chuyển hàng hóa đi lại bằng đường thủy là chính. Khi tuyến đường bộ Ngô Xuân Thu nối dài được thông suốt, thì tuyến vận tải hàng hóa bằng đường sông chấm dứt, nhưng hoạt động vận tải khách du lịch ngắm vẻ hoang sơ của thiên nhiên trên tuyến sông Cu Đê lên phía thượng nguồn đang phát triển. Vì vậy, nhiều tàu thuyền phục vụ khách du lịch đã bắt đầu đi vào hoạt động, nhằm hỗ trợ và tổ chức hoạt động vận tải đi vào nền nếp. Ban An toàn Giao thông Liên Chiểu thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm. Lúc mà thành phố có chủ trương để phát triển cái du lịch ở tuyến Hòa Bắc bằng đường sông, là cụ thể là từ cầu Nam Ô lên tới Hòa Bắc để tham quan các cái du lịch sinh thái ở trên đó, thì một số người dân ở đây đã sắm phương tiện để mà phát triển du lịch. Thì chức trách nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng là quản lý các phương tiện ở trên sông, nên chúng tôi thường xuyên cập nhật và thống kê toàn bộ phương tiện mới cũng như là phương tiện cũ để mà tuyên truyền bà con về các cái an toàn giao thông đường thủy. Để đảm bảo an toàn giao thông trên toàn tuyến thủy nội địa, Đồn Biên phòng Hải Vân phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông quận Liên Chiểu tập trung kiểm tra ngay tại đầu bến, không để mở các bến tự phát gây phức tạp về hoạt động vận tải hành khách, kiên quyết đình chỉ hoạt động và không cho xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn như chở quá số người quy định, thiếu thiết bị an toàn, cứu sinh, cứu đắm, không có danh sách hành khách theo quy định hoặc khi điều kiện thời tiết không đảm bảo. Lực lượng cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trên tuyến sông Cu Đê là thứ nhất là trang bị áo phao cho trên ghe đủ số người được phép chuyên chở. Cái thứ hai là ra quân tuyên truyền cho bà con là những cái rớ trên các luồng sông thì tuyên truyền cho bà con để tháo gỡ không làm ảnh hưởng tới các luồng của tàu thuyền ghe chạy để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến giao thông đường thủy sông trên sông Cu Đê. Hiện Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng đang tổ chức rà soát kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, trang thiết bị trên tàu, đảm bảo duy trì trạng thái an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường giữa hai kỳ kiểm định các tàu thuyền hoạt động du lịch trên các tuyến sông Hàn, sông Vĩnh Điền và sông Cẩm Lệ, tăng cường công tác kiểm tra khu vực biên giới biển, tuyến vận tải trên vịnh Đà Nẵng và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cảng sông Hàn. Đồng thời chỉ đạo Đồn Biên phòng Sơn Trà tăng cường công tác kiểm tra khu vực bán đảo Sơn Trà, kiên quyết xử lý các tàu chở người hoạt động trái phép.